nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 15 năm thành lập quyền Thái Lai và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Ban chấp hành đoàn xã Xuân Thắng phối hợp cùng với Ban chấp hành đoàn quân sự quyền Thái Lai ra quân xây dựng hoàn chỉnh tuyến lộ bê tông tuyến tà luộc ấp Thới Xuân. Công trình có chiều dài hơn 200 m tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Do Ban chấp hành đoàn xã dẫn động mạnh thường quân và nhân dân cùng xây dựng, có trên 30 lực lượng đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân cùng tham gia thực hiện. Công trình bê tông quá này được thực hiện không chỉ đảm bảo việc đi lại cho bà con nơi đây mà còn góp phần để xã Xuân Thắng nâng chất tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.